cần đóng góp của Phan Tiến này mà không miệng chàng nhạt nhòa với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của bạn là 0708252799 gặp để thằng bán cho anh em tại gốc không có bị chèn nhạc. Lý do thuận tiện nhạc vô là do bài này mới nhất bây giờ làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Cần đã góp đầy đủ và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chuông kèn sắt và có thể thấy dàn nhỏ trong đó đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhồi tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bảy nhạc nhanh tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Phan Bảy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để đăng ký thêm nhiều hơn. Mà cần đẳng cấp của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào với lại giọng nói và anh em liên hệ số điện thoại của bạn là 0708252799 gặp bạn để thằng bán cho anh em tại gốc không có bị chèn nhạc. Lý do thuận tiện nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 để lập thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim trồn sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhồi tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bảy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Phan Bảy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát hay nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào với lại giọng nói và nên liên hệ số điện thoại của thợ là 0708252799 gặp thợ để thợ bán cho anh em tại gốc không có bị chèn nhạc. Lý do thực hiện nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí cho